Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Hiện tại thì Quang đang có mặt tại nhà thi đấu thể thao Trà Vinh để bàn giao xe nha anh em. Đây, hai chiếc xe này nha mọi người. Một chiếc là chiếc Future 1 đời 2001, đầu ET, máy im zin bít đầu nồi nha anh em. Áo theo xe nha. Chiếc này thì Quang mới vừa lên clip sáng hôm qua nè, thì có anh em chốt với Quang rồi nha. Còn chiếc phía trong là chiếc quay thái 110S, đầu số máy MTE đúng luôn tháng đĩa nha anh em. Chiếc này cũng rất là đẹp nha mọi người. Chiếc này thì cũng đầu nồi bít. Quang đang ở đường nè. Chiếc này cũng đầu nồi bít, áo theo xe cả bộ nha anh em. Cả hai chiếc này thì máy im, đi cực kỳ nhẹ luôn à. Hai chiếc đi đầu ET nha mọi người. Thì Quang sẵn giao xe thì Quang quay một clip ngắn cho anh em tham khảo nha. Biết là Quang đã bán hai chiếc xe này nha anh em. Có một điều trùng hợp là hai chiếc xe này đều đời 2001 nha mọi người. Hiện tại thì tiệm Quang còn rất nhiều xe thì Quang sẽ dần dần lên clip trong thời gian sắp tới nha. Anh em yêu quý kênh thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ Quang nha mọi người. Đồng thời bấm luôn biểu tượng like để chia sẻ cho mọi người cùng biết nha anh em. Quang rất cảm ơn ạ. Nè, chiếc này hôm rồi Quang vô cặp bánh mâm nè, người vô phục khu 1 thì có nhiều anh em kêu gắn lại, thì hôm nay Quang giao xe Quang gắn lại nè. Tại để lúc giao thì gắn lại luôn anh em, tại vì Quang làm chân đi á, đi trời mưa trời gió rồi những cái nó xuống đó mọi người. Lên người rất đẹp nha anh em, rất là liền lạc nha. Thì trước giờ Quang giao xe kêu Quang ít quay lắm. Thì sẵn hôm nay có Quang đi nè, và Quang quay cho anh em biết luôn nha. Xe hai chiếc này đã bán nha anh em. Xe tiệm thì chỉ giao nội hạt trong tỉnh thôi nha anh em, không có ra ngoài tỉnh nha, anh em thông cảm ạ. Với lại anh em có coi xe trước rồi á thì Quang sẽ ship cho anh em. Ở đâu cũng ship được nha mọi người. Quan trọng là anh em phải coi xe vừa ý nha, chạy thử hết vừa ý nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ xe máy Quang trong suốt thời gian qua nha. Anh em bấm đăng ký kênh để ủng hộ Quang nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Bye.